chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nhi DT Vlog nhé. Thì hôm nay thì Nhi lại ra clip này. Thì thứ nhất thì Nhi cũng xin thông báo với cô chú anh chị và mọi người, Nhi sẽ xin giới thiệu với cô chú anh chị mọi người trên clip này về cái lễ hội và cái gọi cho là cái chợ châu ở Bắc Cạn lớn nhất miền Bắc. Thì Nhi sẽ chia sẻ cho mọi người được biết, được xem và được thấy cái tục lệ và cái chợ châu của Bắc Cạn. Thì mọi người hãy cùng nghe. Thì trước khi mọi người nghe cái chợ châu của Bắc Cạn thì mọi người hãy cùng Nhi để tiếp tục lập luận và dẫn dắt những dư luận xoay quanh cái câu chuyện của Thím Thủy Dép Tông trong cái thời gian vừa qua. Thì trong ngày hôm qua thì Nhi cũng lên một cái clip, thì Nhi cũng nói về một số những cái nhân vật và một số những kênh YouTuber đã lên trên không gian mạng. Thứ nhất là lừa dối khán giả, thứ hai là lợi dụng vào những cái tầm ảnh hưởng của khán giả trên không gian mạng để chuộc lợi cho cá nhân, để câu like, câu view và dùng những cái chiêu trò nọ, chiêu trò kia trên không gian mạng, đa phần là qua mắt khán giả để gọi cho là cái sự kiểu khôn nổi mọi người. Đây là trong những cái gì mà Nhi biết và Nhi nhìn nhận được ra thấy, thì Nhi lên Nhi chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người trên không gian mạng, chứ không bao giờ Nhi thêm mắm hay Nhi thêm muối vào những cái câu chuyện này cả. Thì xoay quanh cái câu chuyện của Thím Thủy Dép Tông trong ngày hôm qua, thì chắc chắn cô chú anh chị mà mọi người biết, trong cái buổi tối ngày hôm qua thì Nhi cũng chỉ xem một cái kênh của lão đại thôi, chứ Nhi không bao giờ Nhi vào cái kênh của Thím Thủy Lô Lết. Đặc biệt Nhi đã không thích rồi thì Nhi không bao giờ Nhi vào Nhi theo dõi hay là Nhi nhìn nhận cả. Bởi vì về những cái người mà đã không đủ tầm, không gọi cho không cùng đẳng cấp với Nhi, thì Nhi không bao giờ Nhi theo dõi và Nhi nhìn nhận cả. Bởi vì những cái con người không có đủ trình độ, ăn không nói có và vẫn còn đang đi ở nhờ, ở động và chui gầm trạng, thì không bao giờ đủ tầm để nói chuyện với Nhi. Nên là Nhi không bao giờ Nhi vào Nhi theo dõi. Thì Nhi xem một cái kênh của lão đại thì Nhi cũng đã biết được là trong cái buổi tối ngày hôm qua, Thím Thủy Dép Tông đã lên trên không gian mạng, gọi cho là mang cái tính chất lên là cay cú khi khán giả ít xem quá và ít theo dõi cao quá. Khi cái sự thật của Nhi, Nhi đã vạch ra cái sự thật và đã biết được những cái chiêu trò của Thím Thủy Đô Lết trong cái thời gian vừa qua. Thì trong cái câu chuyện buổi trưa ngày hôm qua đấy, thì Nhi cũng lên một cái clip, thì Nhi cũng nói về Lạc Phong. Thì xin thưa mấy cô chú anh chị và mọi người, trong cái câu chuyện của Lạc Phong thì Nhi cũng chỉ cần nói 1 đến 2 clip thôi. Nếu như mà cái con người biết ý và cái con người mà có nhận thức và cái con người có cái sự tư duy trong cái cách lập luận thì đã lên tiếng. Nhưng đây cái con người có nói lữa, nói mãi hoặc nói nhiều, nói lữa thì cũng vẫn thế thôi. Bởi vì những cái con người lợi dụng vào khán giả, dùng những cái chiêu trò lên ẩn kênh nào thì ma mị thế nọ, ma mị thế kia, thì Nhi đã nói ra, Nhi vạch ra cái sự thật thì không dám lên tiếng. Thứ hai nữa, trong cái câu chuyện của Nhi thì Nhi cũng đã lên, Nhi cũng đã chia sẻ rồi. Và Nhi cũng đã nói thẳng cái vấn đề, cái quan trọng đấy là Nhi cần Lạc Phong lên tiếng về những cái vấn đề gì. Nhưng cuối cùng Lạc Phong cứ lấp liếm cái câu chuyện đi và không dám lên tiếng, và không dám lên để phản biện với Nhi về những cái Nhi cần yêu cầu. Thì Nhi cũng đã nhìn nhận được ra và Nhi cũng đã biết trong cái câu chuyện này đa phần cũng chỉ vì cái áo vét Thím Thủy Đô Lết đã mang đi, thứ nhất là ma mị, thứ hai là lịnh lọt, thứ ba là câu like, câu view. Chứ thật sự ra xin thưa mấy cô chú anh chị mọi người, Thím Thủy Đô Lết này có mà bốc không bao giờ lọt kẽ tay. Trong cái câu chuyện thì Nhi đã chia sẻ với mọi người trước đây rồi, ngay những cái câu chuyện cân trẻ của Nhi thôi, Nhi đi Nhi biếu là con kê chê nọ chê kia cơ, thì cũng đã biết được cái con người đẳng cấp thì không có, chỉ có cái đẳng cấp là đi ăn xin ăn mày trên không gian mạng, chứ làm gì có cái lập luận gì lên dẫn lập luận dẫn dắt dư luận, thì đa phần là và chứ làm sao có cái tiêu đề gì hay. Ngay như trong cái clip buổi tối ngày hôm qua thôi, lão đại lên chia sẻ cũng thế thôi, lên lập luận lên dẫn dắt dư luận thì đa phần soi mói vào cái đồng tiền đô lết và soi mói vào những cái đồng tiền, những cái view, những like thôi, chứ làm gì Thím Thủy Đô Lết này có cái lập luận gì hay đâu, có những cái chia sẻ gì
tốt đẹp đâu. Đa phần lên trên không gian mạng cố tình dẫy dụa, câu like, câu view và làm những cái trò thật sự ra mấy cô chú anh chị mọi người ạ. 60 tuổi rồi, đáng nhẽ ra cái con người của thím Thủy, đáng nhẽ tuổi bây giờ là tuổi chơi, tuổi ăn và tuổi hưởng già. Nhưng thím Thủy đô lết lên trên không gian mạng, mọi người cứ thử nhìn nhận ra xem, nếu như mà cái con người 60 tuổi đầu rồi biết xấu hổ với không gian mạng và biết nhục nhã thì đã không phải như thế này. Lên thì khán giả gọi cho chỉ cần đô lết cho 50.000, 100.000 thì mắt sáng như đèn ô tô, quay ra thì cảm ơn nọ, cảm ơn kia. Thì mọi người cũng thử nhìn nhận ra xem có phải là cái con người đang thèm thuồng và đang lịnh hót không, và đang dùng rất chi là nhiều những cái mưu hèn kế bẩn để lên trên không gian mạng kết bè kết cánh. Ngay như cái câu chuyện tặng cái áo vest thôi thì mọi người cũng đã nhìn nhận được ra, với một cái những cái tầm hiểu biết và cái con người đã không lợi dụng vào khán giả, lợi dụng vào không gian mạng thì đã không bao giờ đi mang những cái áo vest rẻ đi tặng và đến bố thí để lên trên không gian mạng đưa ra những cái lời lẽ ra, thì Nhi lên Nhi phản biện, Nhi lên Nhi dẫn dắt ra đấy, không có dám lên tiếng đâu. Bởi vì thứ nhất ngậm bồ hòn rồi làm sao có thể dám lên tiếng nữa, khi mình đã mắc quai rồi thì làm sao có thể gỡ được ra nữa hả cô chú anh chị và mọi người. Trong cái câu chuyện ấy, thì Nhi cũng đã chia sẻ với mọi người trong mấy clip gần đây nhất, thì Nhi đã nói với tất cả cô chú anh chị mọi người, Nhi không bao giờ Nhi mặc áo vest. Với một số những con người, người ta chưa được mặc áo vest bao giờ, người ta chưa biết được lịch sự, nên là lấy đâu ra tư cách, tiền ăn còn không đủ, lấy đâu mà tiền mua áo vest. Nên là khi thấy nhận được cái áo vest thì lại xù lông lên và lên lập luận và bênh vực ngay. Trong những cái clip trước đây ấy, thì Nhi cũng đã nói rồi, trong cái không gian mạng bây giờ cứ ai tặng quà và cho quà là tốt, là đẹp, là đúng. Còn nếu như mà không có quả ấy, không nọ không kia ấy, thì tất nhiên xù lông lên như thím Thủy đô lết thôi. Ngay như cái câu chuyện của em Linh Bai đi thôi, không tặng quà chú Thủy đô lết thôi, không tặng thuốc xương khớp và thuốc canxi, không cho tiền chú Thủy đô lết thì chú Thủy sẽ xù lông lên, chú Thủy sẽ lại lập luận và sẽ lại dẫy dụa trong không gian mạng thôi. Chứ làm sao mà chú Thủy có thể tài giỏi hay lập luận hay dẫn dắt dư luận, sao nó có đúng đâu. Chứ nếu như mà em Linh Baby mà đô lết cho thím Thủy thì thím Thủy sẽ lại cảm ơn này, sẽ lại thế nọ này, sẽ lại thế kia ngay. Nhưng nếu như mà không có quà ấy thì thím Thủy không bao giờ thím Thủy cảm ơn, và thím Thủy lên trên không gian mạng lại khênh mõm lên và lại tiếp tục xuyên tạc và bịa đặt và dẫn dắt cái câu chuyện về em Linh Baby. Thì tất cả cô chú anh chị mọi người trên không gian mạng cũng đã biết được cái chiêu trò, cái mánh khóe của thím Thủy đô lết rồi phải không? Thì xin thưa với cô chú anh chị và mọi người, cũng có rất chi là nhiều những cô chú anh chị và mọi người đã góp ý cho Nhi và cũng đã nói khuyên Nhi thế nọ, khuyên Nhi thế kia. Thì cũng có cô chú anh chị và mọi người cũng đã hiểu ra được cái sự việc trong cái drama này. Mọi người cũng đã biết được những ai là cái người lợi dụng ở khán giả, những ai là cái người câu like câu view và những ai là dùng những cái mưu hèn kế bẩn định qua mắt khán giả, thì Nhi cũng đã nói lên rồi. Và khán giả là những cái người cũng đã biết được cái sự tình và cũng đã biết được cái mánh khóe của cái đàn YouTuber đi theo cô Nguyễn Phương Hằng này, giúp đỡ cái gì, tham gia vào cái drama này đã làm được những cái việc gì, phải không nào mọi người? Đây là trong cái clip của ngày hôm nay thì Nhi lại vẫn tiếp tục Nhi vạch ra cái sự thật về thím Thủy xếp tông và thím Thủy đô lết. Thì Nhi cũng xin hỏi và xin gửi lời đến thím Thủy đô lết như sau. Thế Nhi hỏi đến thím Thủy đô lết trong cái thời gian vừa qua, thì thím Thủy đô lết hãy chứng minh cho khán giả và mọi người thím Thủy đẳng cấp ở đâu hả thím Thủy xếp tông. Thím Thủy hãy chia sẻ cho khán giả mọi người biết được để học hỏi được là cái sự đẳng cấp của thím Thủy ở đâu, để cho khán giả mọi người biết được chứ, và còn học hỏi được thím. Còn theo như cái cách đánh giá và nhìn nhận của Nhi thì Nhi nhìn nhận được thím Thủy đẳng cấp thứ nhất là thím Thủy chui gầm tràn,
Thứ hai là thím thủy bám váy mẹ vợ. Thứ ba là thím thủy đang đi ăn nhờ ở đậu. Và thím thủy lên trên không gian mạng, đa phần thím thủy chỉ câu like, câu view thôi. Chứ thím thủy không đẳng cấp ở cái gì cả. Phải không hả mọi người? Còn riêng theo cái cách lập luận của thím thủy trong cái clip buổi tối ngày hôm qua ấy, thì thím thủy có lên và cũng có nói, kêu là người nọ người kia không đẳng cấp bằng thím thủy. Và trong tài khoản của thím thủy lúc nào cũng có vài ba chục triệu. Thì Nhi cũng xin hỏi cô chú anh chị và mọi người, trước đây thì thím thủy cũng có lên trên không gian mạng, cũng có nói là cái câu chuyện giữa Thái Hoàng vay tiền đấy. Thì thím thủy lấy đâu ra tiền? Phải đợi vợ ra ngân hàng rút tiền về thì mới có, không hả mọi người? Thế tại sao trong cái clip ngày hôm qua thím thủy lại bảo trong tài khoản của ngân hàng của thím thủy có vài ba chục triệu hả thím thủy đô lết? Thế có phải là thím thủy cứ mửa ra thím thủy lại liếm lại không hả thím thủy? Thứ hai nữa thì Nhi cũng xin hỏi đến thím thủy như sau: thím thủy bảo thím thủy giàu có, thím thủy đẳng cấp phải không? Thế tại sao, lý do gì có một cái bắp ngô mà thím thủy không dám ăn, không dám mua, mà thím thủy phải nhịn đói trên xe hả thím thủy? Có phải là thím thủy đang tiết kiệm không? Và thím thủy không có tiền ăn cái bắp ngô không? Thế thím thủy hãy chia sẻ cho khán giả và mọi người trên không gian mạng biết được cái sự thật. Có phải là thím thủy không có tiền mua cái bắp ngô để ăn không hả thím thủy đô lết? Trong cái câu chuyện, nếu như ấy mà để vạch ra thím thủy thì Nhi còn vạch ra nhiều lắm. Trong cái câu chuyện, thứ nhất là cái cân chè của Nhi DT Vlog thôi, Nhi đã mang lên, hiểu chưa? Và lý do và tại sao Nhi mang lên thì chắc chắn thím thủy là cái người biết rõ nhất, phải không? Thím thủy đã gọi điện cho Nhi và xin Nhi từ cân chè thì Nhi đã mang lên, Nhi biếu. Thế tại sao thím thủy đại gia, thím thủy có vài chục triệu trong túi mà tại sao, lý do gì thím thủy phải đi xin từ cân chè? Xin xong thì cái câu chuyện nó vỡ lở ra thì thím thủy lại chê chè nhà Nhi không ngon hả thím thủy? Thì mày chia sẻ cho khán giả trên không gian mạng xem nào, tại sao và lý do gì thím thủy lại dùng cái đức tính nó như vậy hả thím thủy? Thì mày chia sẻ cho khán giả và mọi người trên không gian mạng đi, biết được đi là lý do gì, tại sao 60 tuổi như thím thủy rồi lên trên không gian mạng chia sẻ lập luận và dẫn dắt dư luận, tại sao thím thủy lại toàn đi xin đi ăn mày trên không gian mạng như vậy hả thím thủy? Cứ kênh nào thím thủy quen và thân thiết thì thím thủy lợi dụng vào, thím thủy xin từ cái nọ, xin từ cái kia. Ngay như những khán giả thôi thì thím thủy xin từ view này, xin từ like này, và thím thủy xin từ đồng tiền đô lết này, xin từ thuốc canxi này, và xin từ thuốc khớp này, phải không là thím thủy? Thế thím thủy thử chứng minh cho khán giả trên không gian mạng nào. Ngay như cái câu chuyện của Thái Hoàng thôi, thím thủy đã không có, thím thủy đã xin từ cái hộp thịt hộp này, và xin từ cái nọ, xin từ cái kia, phải không? Xin từ cái dầu gội và xin từ cái viên kẹo, phải không là thím thủy? Thế trong cái câu chuyện, nếu như một người nói cơ thì không tin, nhưng đây hai người nói chứ không phải là một người nói. Tại sao Thái Hoàng có gửi về hai hộp kẹo sô-cô-la, phải không? Gửi cho thím thủy và biếu cho người cháu của thím thủy một hộp. Thế tại sao và lý do gì thím thủy lại hớt tay trên cái hộp bánh đấy của người cháu của thím thủy? Thế thím thủy hãy chia sẻ cho khán giả và mọi người biết được là lý do và tại sao cái hộp bánh đấy thím thủy lại không đưa cho người cháu của thím thủy, mà thím thủy lại hớt tốt tay trên. Lý do gì? Có phải thím thủy là cái con người tham ăn không? Tham uống không? Và tham sân si trên không gian mạng không? Hả thím thủy? Thì mới chia sẻ cho khán giả và mọi người biết được là lý do tại sao. Và hai hộp bánh, thím thủy được một hộp rồi, và người cháu của thím thủy được chú Thái Hoàng cũng tặng cho một hộp. Thế tại sao thím thủy lại hớt cái gói bánh đấy? Và thím thủy lại tham ăn thế, lại tham uống thế, và tham sân si thế hả thím thủy? Tại sao thím không dám đưa lên những cái lời luận đấy?
những cái luận điệu đấy, tại sao nó hay nó đẹp như vậy, Chính Thủy không chia sẻ ra, chia sẻ cho khán giả và mọi người biết được là lý do sao Thím Thủy tham như thế. Thím Thủy này còn ăn được cả của người cháu cơ mà, Hà Thím Thủy. Thì mới chia sẻ cho khán giả và mọi người biết trên không gian mạng đi, cái sự thật nó như thế nào thì Thím Thủy đã chia sẻ ra, phải không hả khán giả và mọi người. Thứ hai nữa thì Nhi cũng xin thưa với cô chú anh chị mọi người, trong cái câu chuyện của em Linh Baby thì chắc chắn cô chú anh chị mọi người biết Nhi cũng là cái người và cũng được em Linh Baby thông tin và gửi cho rất chi là nhiều những cái tin nhắn và comment. Thì Nhi cũng biết được là Thím Thủy đang lấp liếm cái câu chuyện để đánh bùn sang ngao, để dẫn dắt khán giả thôi. Nhưng mà tính chất Thím Thủy là rất chi là ham hố về cái đồng tiền đô lết, rất chi là AC moi moi của em Linh Baby. Nhưng mà khi em Linh Baby đã biết được cái sự thật thì em Linh Baby đã dừng lại hết tất cả những đồng tiền đô lết, và dừng lại tất cả những cái thuốc canxi và những cái nọ cái kia đấy. Những cái gì mà Thím Thủy đã lên trên không gian mạng, đã dùng cái gọi câu từ là Ali moi moi của khán giả, thì Thím Thủy đã dần dần lộ diện rồi. Thím Thủy à, Thím đừng lên dãy ruột và đừng lên bao biển nữa. Thời gian sẽ còn dài và sẽ chứng minh được cho Thím Thủy biết được là dần dần cái mặt lạ của Thím Thủy sẽ rớt xuống ngày 1, ngày 2 thôi. Thím Thủy hiểu chưa? Còn trong cái câu chuyện thì Nhi cũng nhắc luôn trong cái câu chuyện này gửi đến Lạc Phong. Thứ nhất, tại sao mà một cái người lập luận như Lạc Phong phải không? Hay như vậy mà lại dẻo mỏ như vậy, tại sao và lý do gì Lạc Phong không dám lên tiếng và không dám trả lời những cái clip của Nhi hai ngày hôm nay? Nhi đã đưa lên và Nhi đã đòi hỏi và phải hỏi Lạc Phong tại sao và lý do gì Lạc Phong không dám lên tiếng và Lạc Phong không dám trả lời kênh YouTube của Nhi. Lý do gì hả Lạc Phong? Hả? Tại sao? Lý do gì? Hay là vì cái áo vét Lạc Phong đã được biếu, được tặng và đã được bố thí rồi phải không? Nên là Lạc Phong không dám lên tiếng phải không? Không dám trả lời hai cái ý nghĩa trong cái clip mà Nhi hỏi Lạc Phong phải không? Hà Lạc Phong, tại sao một cái con người Lam Trượng Hán Đại Trượng Phu như Lạc Phong lại không dám lên tiếng và không dám trả lời lại Nhi những cái luận điệu đấy và những cái chia sẻ đấy hả Lạc Phong? Lý do và tại sao? Lạc Phong hãy chia sẻ đi và hãy dẫn dắt khán giả đi, làm sao để cho nó hay nhất, nó ý nghĩa nhất hả Lạc Phong? Tôi xin thưa với Lạc Phong như này, Lạc Phong ấy, dùng tất cả những cái chiêu trò và những cái mánh khóe trên không gian mạng ấy, có qua được mắt khán giả thôi, nhưng mà không bao giờ qua được mắt của Nhi và không bao giờ qua được mắt của khán giả và mọi người. Tới đây người ta sẽ nhìn nhận được ra là một cái bầy đàn YouTuber đang làm những cái chiêu trò gì, và bầy đàn hiểu chưa, cành cành đang cùng nhau hiểu chưa, dựng lên những cái vở kịch ối trời ơi trên không gian mạng như nào, thì chắc chắn Lạc Phong cũng sẽ là một cái người hiểu chưa, cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái câu chuyện ối trời ơi trên không gian mạng này. Thế Lạc Phong làm gì mà đã có cái cách gì hay ho, làm gì mà Lạc Phong phải đã hão huyền như thế? Lý do gì và tại sao Lạc Phong lại dựng lên những cái vở kịch nó ối trời như vậy hả Lạc Phong? Có phải là Lạc Phong đang lừa dối khán giả không? Lạc Phong đang ma mị khán giả và đưa đường dẫn lối khán giả không? Hả Lạc Phong? Nên là Lạc Phong trước khi làm những cái gì thì lên suy xét, phải lên lập luận và lên nhìn nhận kỹ đi, hãng lên chia sẻ và hãng lên dẫn dắt khán giả. Chứ còn những cái chiêu trò ấy, rẻ rách và hôi lách trên không gian mạng của Lạc Phong ấy, sớm muộn gì thì khán giả và mọi người sẽ biết được là bầy đàn YouTuber đang lợi dụng vào cái gì và đang làm những cái chiêu trò gì Lạc Phong ạ. Nên là đừng có bao giờ nghĩ là người nọ người kia phải nghe theo Lạc Phong nhé. Lạc Phong ạ, Lạc Phong chưa là cái gì trên không gian mạng đâu. Lạc Phong cũng chỉ là một kênh YouTuber, cũng chỉ là rẻ rách và hôi lách trên không gian mạng thôi. Nhưng Lạc Phong biết cái gì?
Lạc Phong dám ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng cái gì? Hay là Lạc Phong cũng đi theo cô Nguyễn Phương Hằng chỉ là câu like, câu view, kiếm cái đồng tiền thôi hả Lạc Phong? Thế Lạc Phong làm được cái gì? Lạc Phong mà giỏi thì không có nhẽ trong cái thời điểm này. Và trong cái quá khứ thì Lạc Phong đã hơn được ai chưa? Đẳng cấp ở đâu hả Lạc Phong? Đừng lên trên không gian mạng và hão huyền. Đừng có bao giờ nghĩ kênh của mình có hơn được subscribe mà đã ti và đã toe, hiểu chưa hả Lạc Phong? Hãy cố gắng và bảo vệ cái thím thủy dép tông đi, cũng còn chờ ngày và chờ giờ nữa thôi, sẽ cùng nhau được đoàn tụ với nhau thôi, chứ không phải lên trên không gian mạng lay bắt người ta thế nọ mai bắt người ta thế kia Lạc Phong nhé. Thế là nhì cũng chỉ cần nói Lạc Phong như vậy thôi. Nếu như Lạc Phong là cái người ăn học đàng hoàng, không như chú Thủy Đô Lết nhảy tàu nhảy xe từ năm 13 tuổi. Và cái người nhảy tàu nhảy xe từ năm 13 tuổi thì không có ăn không có học rồi, nên là không được giáo dục đến nơi đến chốn, nên chỉ không gian mạng cũng sủa sằng mà cắn bậy thôi. Nếu như cái người ấy, người ta có ăn có học, người ta lập luận hay, người ta dẫn dắt dư luận tốt, thì không bao giờ có bè có cánh, không bao giờ có bè có lũ dựng lên những cái vở kịch ối giời ơi đâu Lạc Phong ạ. Nên là trong ngày hôm nay thì Nhi làm cái clip thì Nhi cũng chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người những cái gì Nhi cần chia sẻ và những cái gì Nhi không cần chia sẻ, thì Nhi cũng đã nói với cô chú anh chị mọi người trong 2-3 cái clip rồi. Còn Nhi cũng xin thưa với cô chú anh chị mọi người, riêng cái câu chuyện về thím thủy Đô Lết và thím thủy Dép Tông ấy, thì Nhi sẽ không bao giờ Nhi dừng lại, và Nhi vẫn sẽ tiếp tục Nhi vạch ra cái sự thật, và Nhi sẽ đưa cho khán giả và mọi người những cái sự thật để cho mọi người biết được là thím thủy Đô Lết là lên trên không gian mạng đa phần câu like, câu view và đa phần là phét lát, chứ thím thủy này chỉ có trên răng dưới lá mít. Ngay như cái câu chuyện Nhi đã nói chia sẻ với mọi người rồi, là thím thủy không có cái gì trong tay, thím thủy đang đi ăn nhờ ở đậu, và thím thủy đang bám váy mẹ vợ nhờ hơi người vợ, chứ thím thủy này không có cái gì cả. Ngay như cái bản thân Nhi đã chia sẻ với khán giả mọi người trên không gian mạng rất chi là nhiều về cái vấn đề S500, thì Nhi đã đưa ra những cái lập luận, Nhi đã đưa ra cái lời, cái tên chủ xe và cái xe này hiện tại đang ở đâu và ai là chủ xe, thì Nhi đã đưa ra rồi. Mọi người cũng đã nhìn nhận được ra thế tại sao và lý do gì thím thủy lại bao biển, lại lấp liếm cái câu chuyện và không dám công khai cái xe nữa và không nhắc gì đến cái S500 nữa. Thì mọi người cũng là cái người công tâm nhất, cũng là khán giả sẽ nhìn nhận được ra cái lý do và tại sao khán giả và mọi người không biết được là thím thủy Đô Lết đang lừa dối khán giả cái gì, và thím thủy đang dùng những cái chiêu trò gì để ma mị khán giả. Thì chắc chắn khán giả và mọi người là những người lớn tuổi và những người văn minh lịch sự sẽ nhìn được ra cái sự phét lác của thím thủy này. Thím lên trên không gian mạng đa phần thím dùng những đồ của người nọ người kia để thím khoe thôi, chứ làm gì thím có cái gì hả mọi người. Ngay như cái câu chuyện cái áo vest của Nhi thôi, thím cũng đã lên trên không gian mạng, thím mới mua hàng cân hàng kg về, thím mới đóng mát, thím mới treo lên để thím mới lừa dối những cái người tiêu dùng và lừa dối những khách hàng thôi, chứ làm gì thím thủy có thể may được cái gì hả mọi người. Thế chả nhẽ thế Nhi nói sai về cái áo vest sao? Trong cái áo vest thì chắc chắn cô chú anh chị và mọi người sẽ nhìn nhận được ra có phải cái áo vest Tiến Thịnh Sài Gòn đấy của công ty may ở dưới Hà Nội không? Người ta bán trên không gian mạng có 799.000 thôi, được khuyến mại một cái Canapac. Thế tại sao và lý do gì thím thủy lên trên không gian mạng khoe khoang và tặng Nhi 2 triệu cái áo vest đấy? Thì Nhi đã vạch ra cái sự thật là cái áo vest này là 799.000 một bộ thôi. Và thím thủy đã bớt lại của Nhi một cái quần và một cái cà vạt. Thì chắc chắn đấy mọi người cũng đã biết chứ. Đấy là cái sự thật, chứ không phải là Nhi nói điêu, hay là không phải là Nhi lên như bốc phét trên không gian mạng. Và cái này nó là sự thật. Như trong cái clip trước thôi, thì Nhi cũng đã chia sẻ với mọi người rồi, là Nhi đưa ra cái trang web
của công ty Mai Tiến Thịnh Sài Gòn này có cái giá trên đấy và có cái số tiền của cái bộ áo vest đấy, thì tại sao và lý do gì khán giả không nhìn nhận được ra? Thả mọi người. Cái thứ hai nữa thì Nhi cũng xin thưa với cô chú anh chị và mọi người, Nhi đã lên trên nhà tận nơi, Nhi đã được chứng kiến tận mắt và Nhi đã biết được thím Thủy Đô Lết giàu có đến mức độ nào, thì Nhi là cái người nhìn nhận được ra hết. Nhi biết được sự tình và Nhi được mắt thấy tai nghe và tay sờ, thì Nhi biết được thím Thủy có cái gì, hay là thím Thủy lên trên không gian mạng đa phần là ma mị khán giả và lừa dối khán giả thôi. Thế tại sao khán giả và mọi người không thử nhìn nhận được ra xem là Nhi nói có đúng hay không, hay là Nhi muốn hạ bệ thím Thủy? Thì mọi người phải biết chứ, Nhi đã nói với khán giả mọi người trên không gian mạng rồi, cái câu chuyện ý, nếu như nói về thím Thủy trước đây thì Nhi đã binh vực như ủng hộ. Thứ nhất là thím Thủy nói đúng, thứ hai thím Thủy lập luận ngày xưa thì hay, nhưng đến thời điểm bây giờ thím Thủy đang quá là nhảm rồi, quá là nhảm rồi ý, chứ không bao giờ được như ngày trước nữa. Nhi đã khuyên rất chi là nhiều, Nhi đã nhìn nhận ra ngay từ cái món quà của ông Thái Hoàng thôi. Nhi đã biết được thím Thủy là một cái con người tham sân si, tham đố kỵ và tham ăn luôn. Nên là Nhi đã không bao giờ Nhi ủng hộ. Nhi đã muốn vạch ra từ cái sự việc đấy rồi. Nhưng mà Nhi để xem cho cái sự việc của thím Thủy này có là cái con người có đổi khác hay không. Nhưng mà vẫn cái tính nào tật đấy, vẫn tham ăn, tham uống và tham sân si của cái con người của thím Thủy này, có rửa, có gột hay có tẩy đi thì cũng không bao giờ tẩy rửa được cái tính lết của thím Thủy là một cái con người tham ăn, tham uống và tham sân si. À mọi người, nên là Nhi đã nhìn nhận được ra trong cái câu chuyện, thứ nhất là lọ măng ớt của Nhi, thứ hai nữa là Nhi nhìn cái cách đối xử của thím Thủy Đô Lết thì Nhi biết được cái sự thật là thím Thủy Đô Lết này là một cái con người sống tiểu nhân, sống hai mặt và sống lợi dụng vào anh em bạn bè. Tức là Nhi đã vạch ra những cái sự thật. Nhưng mà rất chi là nhiều những cô chú anh chị mọi người đã hiểu được ra cái sự việc đấy. Và một số những cô chú anh chị mọi người vẫn đang chưa hiểu ra. Và đặc biệt là các bạn, nên vào những cái kênh của Nhi có những cái bình luận, có những cái comment, thì Nhi xin thưa mọi người, tất cả khán giả trên của kênh của Nhi thôi và kênh của mọi người đều là những khán giả không liên quan gì hết, và không có cái gì để Nhi phải chê trách cả. Còn mọi người có yêu mến hay quý mến kênh nào đấy, đấy là tự do và ngôn luận của mọi người, Nhi không bao giờ cấm và Nhi không có quyền Nhi phán xét khán giả. Nhưng tại sao và lý do gì khán giả lại mang những cái lời lẽ, thứ nhất là vô học và thất học như vậy vào cái kênh của Nhi? Nếu như khán giả và mọi người không ưa Nhi, có thể hủy đăng ký, có thể không cần xem nữa cũng được. Chứ tại sao khán giả vẫn còn cố tình chầy khối phát ra những cái câu từ và những cái comment mang cái tính chất là không có giáo dục vậy, và không được ăn học đến nơi đến chốn như vậy? Nhi đã bao giờ Nhi chê trách khán giả chưa? Nhi đã bao giờ Nhi lặng lời với khán giả chưa? Và tại sao những cái khán giả vô hình và những cái khán giả vô học như vậy lại có thể bước chân vào kênh của Nhi mà phát ngôn mửa ra những cái câu từ như vậy? Thì thử hỏi những khán giả đấy có được ăn học đến nơi đến chốn hay không? Nhi đã bao giờ Nhi cuốc mồ cuốc mả khán giả ấy lên chưa? Hả? Mà tại sao mọi người lại vào kênh mang những cái lời lẽ như vậy? Nhi cũng đã nhắc rất chi là nhiều trong cái tab cộng đồng rồi. Nhi đã đứng lên như vậy là cái sự thật này, thì Nhi cũng sẽ gánh được tất cả những cái gì thị phi. Nhi vẫn ok mà, không sao cả. Nhưng mà Nhi đã cảnh báo và Nhi đã nói rồi, Nhi không động chạm đến khán giả, thì khán giả đừng động chạm gì đến Nhi. Nếu như mọi người là fan hâm mộ kênh nọ kênh kia thì mọi người không muốn nghe thì mọi người cứ sang kênh đấy mà nghe, đừng vào kênh của Nhi nữa. Cũng có thể hủy đăng ký đi trong một cái cách êm đẹp nhất, chứ đừng bao giờ phát những cái câu từ câu ngôn đi ra. Thì Nhi lại càng nhìn nhận ra là khán giả đấy là những khán giả vô hình và vô giáo dục, không được học đến nơi đến chốn, khả năng là gia đình tăng xong hết rồi nên không mới có người dạy học, không có người dạy đến nơi đến chốn mới có những cái từ phát ngôn thiếu chuẩn mực như vậy.
Còn bản thân Nhi đã nói rồi, Nhi tôn trọng khán giả và Nhi tôn trọng mọi người. Thì thứ nhất mọi người phải tôn trọng Nhi. Còn mọi người mà đã không tôn trọng Nhi thì Nhi không có cái gì Nhi phải tôn trọng cả. Hiểu chưa hả các khán giả? Nên là Nhi mong một lần nữa, khán giả là những người công tâm nhất, hãy nhìn ra cái sự việc. Còn nếu như mà khán giả không nhìn ra sự việc, có thể mời khán giả ra chỗ khác chơi, chứ không phải mang những cái lời lẽ đi ra thiếu chuẩn mực, thiếu văn minh và thiếu lịch sự với Nhi. Còn Nhi đã nói trong tất cả các clip trước đây rồi, Nhi không bao giờ phải xin phép hay xin lỗi bất kể kênh nào cả. Và Nhi cũng nói thẳng với Lạc Phong một lần cuối nữa, Nhi không bao giờ phải xin phép, xin lỗi thím Thủy Đô Lết của Lạc Phong. Nên là Lạc Phong đừng có bao giờ mang những cái lời lẽ đấy lên trên không gian mạng. Một lần nữa Lạc Phong nhé, trước khi Lạc Phong muốn nói ai thì Lạc Phong hãy xem bản chất và con người của Lạc Phong đi đã. Thì hãng nói đến Nhi, còn Nhi không phải là còn trẻ con nữa, không phải là lên 2 lên 3 như Lạc Phong nghĩ đâu. Lạc Phong nhé. Còn xin thưa mấy cô chú anh chị mọi người, tất cả những cái comment và những cái kênh đã dùng cái hình ảnh của Nhi đi sang những cái kênh nọ kênh kia bình luận ấy, đấy không phải là Nhi nhé. Và Nhi chỉ có duy nhất một kênh này, một kênh Nhi TV Vlog 2 có hình ảnh của Nhi và có video của Nhi. Nếu như Nhi muốn làm cái gì, tự giác Nhi khắc lên tiếng, tự giác Nhi khắc lên clip, Nhi khắc nói, chứ không bao giờ Nhi phải đi xin lỗi bất kể ai cả, ngoài bố mẹ Nhi và gia đình Nhi nhá cô chú anh chị mọi người ạ. Nên là trong cái clip ngày hôm nay thì Nhi cũng chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người những cái gì trong tâm của Nhi và những cái gì Nhi cần nói ra thì Nhi cũng đã nói chia sẻ với mọi người hết rồi. Thì mong cô chú anh chị và mọi người hãy lắng nghe và hãy hiểu cái ý kiến của Nhi. Nhi không chê trách bất kể một khán giả nào cả, dù có trái chiều hay không trái chiều cả, Nhi vẫn tôn trọng mọi người là khán giả, là những người yêu quý và muốn nghe những cái diễn biến sự việc trong cái drama này. Nên là Nhi mong cô chú anh chị mọi người hãy nhìn công tâm nhất để sáng suốt trong cái sự việc này. Thì Nhi xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị mọi người. Nhi xin phép, Nhi xin dừng clip ở đây. Xin hẹn mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye mọi người nhé.